Chào mừng quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho quý khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp và rất là hiện đại, nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mình. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 12m và được anh chị chủ nhà xây dựng hết đất. Cũng như công năng sử dụng của căn nhà mình có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và thân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng chính bắc, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế có một phòng ngủ lớn, một cái phòng ngủ master có bồn tắm nằm, bồn tắm sông hơi. Cũng như căn nhà mình thì nằm trên một cái con hẻm rộng lên đến khoảng 5m. Một con hẻm xe hơi, xe tải để di chuyển vào căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và mình sẽ chiếu lại cái khu vực phía trước, cái con hẻm ở phía trước căn nhà của mình để cho khách hàng cùng tham quan. Và đây là con hẻm phía trước căn nhà mình. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến là mình sẽ có thêm một bộ cửa 4 cánh bên trong được làm bằng nhôm sinh pha, kính cường lực 10 ly. Và khu vực này thì nếu như nhà mình có xe hơi thì mình có thể để ở khu vực ở dưới tầng trệt này. Thì mình có thể để tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà mình, rất là rộng rãi và rất là thoáng mát. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế full nội thất tặng kèm. Và toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các anh chị chủ nhà để lại hết cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Thì khu vực ở dưới tầng trệt, khu vực gara xe hơi thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80. Hai bên thì mình cũng được ốp những cái mảng trang trí rất là đẹp. Cũng như mình có những cái mảng sơn để mình có thể lau chùi rất là thoải mái, cũng như không sợ bị chầy. Cũng như khu vực ở dưới tầng trệt thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh ở phía bên ngoài phục vụ cho khu vực không gian phòng khách và gara xe hơi của căn nhà. Di chuyển vào bên trong là khu vực cầu thang căn nhà, thì tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng gỗ sồi và mặt đá hoa cương. Cũng như di chuyển vào bên trong một chút xíu là mình sẽ đến với là khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Thì mình sẽ có một bộ bàn ghế, sofa, kệ để tivi và bên trên thì mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế tầng lửng ngược, cho nên là mình sẽ có một cái phòng bếp ở phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Và khu vực phía bên dưới này thì mình chỉ để dành để xe hơi cũng như để làm phòng khách ở dưới tầng trệt của căn nhà. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế full nội thất rất là đẹp. Khu vực tầng lửng thì mình sẽ có tủ để tủ rượu cũng như
không gian để tủ lạnh, và bên trong không gian phòng ngủ thì phòng bếp thì mình sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế được các anh chị chủ nhà sắm sẵn để tặng kèm lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Cũng như không gian phòng bếp căn nhà mình thì được thiết kế rất là đẹp. Tủ bếp kệ bếp căn nhà mình thì được làm bằng chất liệu gỗ an cường và mặt đá hoa cương. Phía bên trên thì mình có những cái máng trần được ốp nhựa giả gỗ trang trí rất là đẹp. Cũng như khu vực không gian phòng bếp thì mình sẽ có cửa sổ để mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là mát cho căn nhà. Và chỉ với giá 7 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm này. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý khách hàng đi xem một căn nhà nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã ba Thống Nhất và Phan Văn Trị, cũng như ngã tư Thống Nhất và Quang Trung. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong không gian phòng ngủ lầu 1 căn nhà của mình. Mình sẽ có một cái phòng ngủ master rất là rộng. Bên trong thì mình có đầy đủ cũng như giường tủ, kệ để tivi, bàn trang điểm, bàn làm việc và tủ quần áo riêng. Có ban công để đi ra khu vực phía trước hóng mát, và có nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh căn nhà mình thì chiếm trọn nguyên một cái phòng ngủ phía sau căn nhà. Mình bên trong thì mình có phòng tắm xông hơi, cũng như có bồn tắm nằm và lavabo bàn cầu, cũng như có một bộ bàn mini được anh chị chủ nhà sắm sẵn để trước khi tắm thì mình có thể ngồi nghỉ ngơi cũng như hóng mát. Và tiếp tục là mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 của căn nhà. Mình sẽ đến với lại không gian phòng ngủ số 2 và phòng ngủ số 3 của căn nhà. Thì căn nhà này đã có sổ hoàn công đầy đủ, và khi khách hàng mua căn nhà này thì mình chỉ ra công chứng sang tên là về nhận nhà vào ở ngay. Với một căn nhà mới được xây dựng xong đầu năm 2022 và nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và chỉ với giá hơn 7 tỷ một chút xíu là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp đã bao gồm tặng toàn bộ nội thất bên trong. Và căn nhà này thì đã có sổ hoàn công đầy đủ, cũng như có hỗ trợ cho gia đình mình có nhu cầu muốn vay thêm tiền để mua căn nhà này thì anh chị sẽ hỗ trợ cho gia đình mình với mức vay tối đa, cũng như với mức lãi suất đang rất là thấp tại một cái thời điểm đầu năm 2022 này. Và căn nhà mình thì được thiết kế có tới 3 phòng ngủ chính, và mình sẽ có một cái phòng ngủ master là phòng ngủ lớn nhất, chiếm trọn nguyên một cái lầu 1, và một cái nhà vệ sinh chiếm trọn nguyên một cái phòng ngủ ở lầu 1 của căn nhà. Và hai phòng phía bên trên này thì mình sẽ có hai nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện. Và bên trong thì mình có đầy đủ hệ thống lavabo bàn cầu, vòi sen tắm, massage. Cũng như căn nhà mình thì nằm trên trục đường Thống Nhất, ngay ngã tư Quang Trung và Thống Nhất. Và sát bên căn nhà mình là khu Cityland cũng như siêu thị Lotte Nguyễn Văn Lượng. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm thành phố thì rất là gần. Chỉ khoảng 10-15 phút là mình đã về đến trung tâm của thành phố, cũng như khoảng 5-10 phút ra mình đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Rất là gần. Đây là khu vực bên trên sân thượng là của căn nhà. Thì phía bên trong mình sẽ có khoảng không gian để mình làm phòng thờ. Và khu vực này thì anh chị đang để cho mình một bộ bàn ghế ở phía bên trên này. Và phía trước thì mình sẽ có một cái khoảng sân để anh chị trồng cây xanh ở phía bên trên này. Rất là thoáng và rất là mát. Cũng như khu vực phía bên trên này thì để anh chị thiết kế cũng như làm rất là đẹp. Và di chuyển ra khu vực phía sau là khu vực sân phơi của căn nhà. Và khu vực sân phơi này thì cũng được anh chị che chắn rất là kỹ càng, và có làm cầu thang để lên trên mái của căn nhà. Rồi video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.